Dạ Linh xin kính chào quý ông bà cô chú các bạn các em nhỏ đã đến với kênh Phụ Nữ Cà Mau. Hôm nay khi rất là vui khi mà Linh được đứng đây luôn. Trước tiên khi bắt đầu cái video này thì Linh xin gửi lời cảm ơn tới quý ông bà cô chú các bạn các em nhỏ gần xa đã yêu mến ủng hộ kênh Phụ Nữ Cà Mau. Linh cũng xin cảm ơn một chú giấu tên ở bên Mỹ nè. Linh cũng xin cảm ơn chị Diễm Hằng đã gửi ủng hộ cho Linh một số tiền để Linh tổ chức cái buổi tiệc là ăn mừng khi mà kênh được 100.000 người đăng ký. Linh xin cảm ơn rất là nhiều luôn, nhưng mà do là tình hình đang diễn biến phức tạp á, thì từ cái ngày mà kênh của Linh được 100.000 sub tới hôm nay thì kênh của Linh đã được 134.000 sub với ông bà cô chú. Nhưng mà Linh vẫn chưa có tổ chức được cái buổi tiệc ăn mừng 100.000 sub nữa. Tại vì do là dịch đang giãn cách xã hội, thì hôm nay là ở Cà Mau của chỗ Linh á, thì cũng hết giãn cách xã hội mà là đang thực hiện chỉ thị 15, thì nó cũng tương tự như chỉ thị 16 nhưng mà được tập trung dưới 10 người. Nhưng mà dưới cái tình hình mà dịch bệnh rất là căng thẳng như thế này, còn rất là nhiều bà con khốn khó luôn, mà Linh tổ chức một cái buổi tiệc hoành tráng ngay lúc này thì cũng không có phải đối với bà con. Nhưng mà Linh hồi trước đó thì Linh cũng có nói là sau khi mà hết giãn cách xã hội thì Linh sẽ mua giúp mẹ Linh một con heo. Tại vì heo mẹ Linh nuôi trước giờ ông bà cô chú thì nó lớn hết trơn rồi, 100 mấy ký hết mà không ai mua hết trơn á, thì cũng nuôi từ lúc nuôi tới nay là cũng 5-6 tháng luôn ông bà cô chú. Thì hôm nay là Linh xin phép chú nè, xin phép chị Diễm Hằng dùng cái số tiền này để mua lại con heo của mẹ Linh, và sau đó thì mần thịt ra và chia thịt lại cho bà con ở vòng vòng sớm để mọi người có thịt dùng trong cái mùa dịch này. Thì con heo của mẹ Linh là bữa nay chắc cũng được tầm 120-130 ký rồi. Thì thường ở ngoài bây giờ người ta mua 6,5 triệu là 100 ký, nhưng mà cũng không ai mua hết. Nên là Linh xin phép là mua mão con heo của mẹ Linh luôn, là với giá là 10 triệu đồng để phụ mẹ Linh có tiền mua cám, đồ cho heo ăn. Tại vì nhà Linh là nuôi rất là nhiều heo, tới 5-6 con mà cô chú, thì cái chi phí rất là nặng luôn. Mà bữa giờ không có bán được heo á, thì cũng tội nghiệp cho mẹ cha Linh. Nên là hôm nay thì con xin mua lại con heo với giá 10 triệu này ha. Rồi, mẹ cảm ơn các bạn đón xem kênh Phụ Nữ Cà Mau. Mà mẹ cảm ơn con gái mẹ mua ủng hộ cho mẹ. Dạ, tại vì thật sự là nuôi một chuồng heo như vậy á, 2-3 ngày là heo cũng ăn 200-300 ngàn, thì cái chi phí nó rất là lớn luôn bà cô chú. Linh cũng xin phép chú giấu tên ở bên Mỹ nè, xin phép chị Diễm Hằng và xin phép quý ông bà cô chú các bạn các em nhỏ gần xa, là sau này thì Linh sẽ tổ chức một cái buổi tiệc ăn mừng 100.000 sắp sau bù lại sau khi mà dịch nó ổn thỏa, thì Linh sẽ tổ chức lại một cái buổi tiệc khác để ăn mừng ha. Thì Linh cũng có rủ mấy chú ở sớm rồi đến để phụ cha Linh bắt heo ra rồi mừng chia thịt. Thì ở đây là thịt người ta ở ngoài chợ thì bán cũng 100 mấy ngàn ký á. Hôm nay thì Linh sẽ định mừng và chia lại cho bà con với giá là 100.000 ký. Rồi mấy cái thịt giò với thịt nọng rồi thì giá nó sẽ rẻ hơn. Rồi với lại còn dư nhiêu thì gia đình Linh cũng để dùng trong mùa dịch luôn. Thật sự mấy đứa nhỏ hồi bữa giờ ăn cá kho khô không thì cũng tội nghiệp nó lắm bà cô chú. Bây giờ thì xin mời ông bà cô chú mình xem tiếp cái video này ha. Linh cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới quý ông bà cô chú nè, các bạn các em nhỏ gần xa đã yêu mến và ủng hộ kênh Phụ Nữ Cà Mau. Linh xin cảm ơn rất là nhiều luôn. Tưởng đi nhậu mà. Cái này nhậu mà cái còn nó không có đảm không để đồ còn, đảm nó bạc 2 triệu rưỡi. Nghe mày chung bày ngoài hả gì chị ơi? Chung đó. Nhỏ hơn heo ngoài không? Nhỏ hơn. Nó có chiều dài chứ bì nó nhỏ hơn. Còn cái má đòi mần thịt la hôi để Tết mần luôn. Để Tết luôn hả trời? Mần thịt má mà này đâu qua cúng cơm được đâu mần hả? Cúng nấu nhỏ cúng vậy đó. Ở đây nấu cúng cơm cúng được chứ không ai? Cúng được chứ không ai? Cúng cơm cúng được chứ không ai? Con gà con vịt phải không? Ở qua có xuồng rồi tính ra mượn dắt nó chạy đi chẳng đi luôn. Đi bỏ nó năm nó là 5 mét mà 5 mét là 385 Của ai nè? Tôi. Rồi bỏ vô. Nấu cháo đi. Cắt thịt nấu cháo đi. Hàng cái ăn cái đuôi. Hàng cái đuôi đó ngon. Rồi, cái này của Út phải không? Để qua bên, còn cái này của bố Út nè. Lửa này căng cục này chưa? Không, chưa. Thôi căng trứng đi. Cái này giá màu cái gì? Một miếng này con chỗ cho ba nha. Ừ, vậy để lên tay nó sạch mà để. Dạ, vậy người ta hầm hết nước người ta ăn luôn. Cái này hai kia bảy ký mà hả? Ký rồi chắc không được đâu các bạn. Chắc ký ngoài đó thì chắc ký ngoài đó. Lắc xuống. Tính nhiêu đi. Tính nhiêu. Đi. Lại vô chú bảy. Đi Minh á.
cắt ngang qua lấy chân ký. Cô Bảy có cái giò phải không? Giò này giò Bảy phải không? Thằng Theo mà là anh. Có giò heo. Không có ký. Giò heo. Có cái giò này xong mà giò kêu bà Lâm lấy à. Dạ trước đó, bà kia trước đó. Dạ trước bà kia lấy à. Dạ đây trước mà. Được rồi lấy. Không có đồng đá nó cũng. Lại là giờ trước không, giờ sau thì bảy con không biết nữa, con cũng chữa cái giò nguyên trong cổng được. Nãy mình chừa giờ trước hay giờ sau cắt cho bà cô đi. Nãy cũng sao? Giờ sau hả? Hả? Là bà chích chơi quá. Dạ. Thật sớm đó, vô đó, nghe. Bả lội vô đó. Ừ, cắt cái nặng không? Dạ, cái này của ai? Dạ. Cái này của con nhỏ đó nè. Cắt miếng đó đó. Ờ cắt bỏ cái đó đó. Cắt bỏ xuống. Hai ký. Em lấy cái gì con? Hai ký ba. Hai ký ba. Hai ký ba tính hai ký thôi ông chú phụ bằng heo. Không có. Ờ chú. Ờ đúng rồi. Rồi hai ký. Hai ký ba con tính hai ký ha. Hai ký là 200 thôi 300. Cảm ơn cô. Lắp cái da hả gì cô đó? Bả mua cái nọng thì lắp nọng bán cho bả đi. Cái này nọng nè. Nọng đó. Nọng đó người ta cô sao? Đó. Rồi nọng ký nhiêu? Ký nhiêu? Bữa hổm con mua cái thằng thịt heo đó 80 ngàn đó. Rồi thôi tính 80 luôn đi. Hổm con mua cái thằng mặt đó đó. Được cái nọng này 80 ngàn mặn lắm mỡ không à. Vậy hả? Mỡ không hả? Chị ơi tính 60 thôi. Tính 60 đi. 60 rồi. Bán rẻ. Hồi tại không có biết giá. Rồi 60. Tại bữa hổm không cũng được chứ không có thở không bỏ đi, này cũng ngon cũng ngon lắm thịt không à tại con heo này nó không có mỡ nhiều hết á. Cái này cô sáu ba cô ơi cô tám hả? Dạ cô 2,1 nè cô sáu. 2,1 là 126 ngàn đâu phải 126. Gì hả? Rồi tính 125 ngàn cũng được. Với cái kia 250. 250 cô trả rồi phải không? Bà cô trả rồi. Vậy này 126 ngàn. Cái nào trả rồi? Thôi tính 120 thôi. Đại nguyên ký luôn đi. Cái đó rồi con cảm ơn bà cô. Con luộc khoái cái đầu con dặn nó đem lại nó tính con cái thằng mập đó đó. Cô ấy ăn miếng gì khác luôn cô ấy. Cái giò này không ai lấy thì gói cho bà cô đi. Để cái này nha bà cô. Cái giò trước. Giò hết giò trước rồi. Cô ơi thím làm không có dễ chia chứ không ai ăn dễ chia. Còn nguyên người. Còn nguyên đó chưa ai chia hết đó. Rồi cái đó của em lấy phần nữa là làm mà tôi uống bữa mùng 7 ha mà người ta chia một lấy một đùi trước. Mùng 7 bà cô đám cái gì bà cô? Có đám mà chứ đứa đi chứ. Không có dạ. Tí lý ngoài gì ha, không tại vì nhà ngoài còn xuống. Đầu hàng mua gì nó đứng tươi nó ăn à. Cái này nguyên cái bánh chè ngon, dính bánh chè này. Ủa chú lên cắt cái nào nó mất tiêu rồi, không nói gì hết trời. Ủa chú lên đi đâu rồi? Ủa chú Phương. Ủa được không? Cắt Phương hả? Cái này tí không chẻ được, người nào lấy nguyên cục này luôn. Lấy nguyên, lấy nguyên. Sao không? Tại vì bà Bảy đâu mà mượn chi dùm 2 ký. Cái đó hồi không, cái đó chú lên vừa phải cho chứ cái đó không cắt ra được. Cái này không, cái này cân rồi chưa? Chưa chưa cân, mẹ đang cầm mà. Em cân hết đi, bỏ cái giò. Cái giò nãy cân rồi. Thì đó chung vô cân luôn. Hồi nãy Út em thịt nhiêu? Út thịt nhiêu mẹ cân lại đi, cân lại đi. Cân sao? Thả vô cân chung. Cái giò 2 kg sao? Giò tính 80 thôi. Bà 7, bà 7 đóng bỏ mượn chi giùm 2 kg. Cái này 8 kg 2 nè, 8 kg 3 tính 2 nè. Không. Ờ cục cái này, ờ cục đó 1 kg ha. Đừng. 2 kg lận. Bà lấy nguyên đi cho bà lấy nguyên đi. Lấy nguyên. Cái này 2,6 kg, giờ 2,6 kg con ghi chưa? Cục này không chéo. Rồi. Cắt nguyên lấy nguyên đi, ai lấy nguyên đi. Bà lấy thằng đại hết đi. Coi cục nó mấy ký thì bà lấy kìa. Lắm. 4 người. 4 người. Nhiều lắm. Không có tại bà bảy không có rồi chừa lại đi, không có rồi chừa lại bỏ qua đi. Chừa lại đi trước. Cái kia người ta chịu lấy không? Ừ thôi thôi để chừa nguyên lại đi. Chừa lại đi. Lấy nguyên đi. Chứ mình tách ra cái nó thành thịt nọng. Chú lấy luôn đi. Hả? Thôi bà để qua bên đi rồi tới chia ba gọi đi. Còn thịt chú Hương hết rồi. Còn chú nên chi? Còn. Còn mấy còn thịt ba gọi không à chứ? Gọi cho cô 2 kg đi ba. 2 kg dư rồi đó. Còn ba gọi không à? Cái đó cỡ 3 kg rồi đó. Dư quá là dư. Mãi quá 3 kg luôn đi. Ba gọi sườn đồ luôn chung vậy đó. Không nổi hay gì? Ba gọi ngon lắm đó, nó vậy. Đó, chú Phương nói ba gọi ngon lắm đó, nói vậy đó. Rồi. Có gì điện lại. Ừ. Ừ. Nó phụ
Rồi, rồi cắt cho 72 kg đó chú Phương. Rồi, rồi vô. Cục này chắc 2 kg mấy gần 3 kg à. Con sườn được rồi. Gần 3 kg nè. Cái nó nhiều nặng lắm. Nặng, thịt nhiều. Thấy chưa? 2 kg rưỡi. 2 kg rưỡi thì yếu chút. Nhỏ lên chút xíu đi. Nhỏ lên chút đi. 32 kg thôi. Ngay lặn xuống xuống là 2 kg rưỡi đó. Ê. Nhiều. 2 kg rưỡi đúng rồi, cho thêm cục. Cục này nó 4 kg. Vô nó hơi yếu bù vô đó. 4 kg gì nó chỉ có 4 kg gì đó. Chị là chú lên căng cái gì không nói chân trời. Chú lên đâu rồi ta? Ký 100 ngàn đấy. Chú lên đi. Chú lên chắc đi mần ruột rồi. Phải chừa cục này cho chú lên nha. Sao không chịu chú lên hay ăn sườn á. Không biết sao không, cái dao đâm ngay đó nó thấy máu á. Không có dao, cục này ngon lắm. Biết rồi. Ra để lại tẹt. Thôi để lại đây có cục thăng nữa nè. Cái đây cho 7 ngàn vậy. Cục bánh chè đó. Dạ. Rồi. Cắt cho tôi cả khoảng 2 kg nữa đi cho bà bảy bắn. Bà lấy. Này 2 kg, 2 kg 2 nè, tính bà cô 2 kg thôi. Bà nói giờ bà không ăn mỡ, ăn đùi. Thôi giờ nó mỡ ăn, cái mà đùi ăn 2 kg là mỡ thịt ăn nó ngon. Ngủ đi. Chú Hỷ lấy cái này. Thử ngủ đi. Không có đó, thịt đó nó cũng ngon mà đâu có gì đâu. Cái này nọng nè, nọng. Nọng của bà chị Sáu bà chia rồi kìa. Nọng nó có thịt có mỡ. Cái cục đó ra đi cho bà lấy cái đùi đó, chị ba bà lấy cái sườn cái gì đó rồi sao? Thì sao? Thôi để chút xíu đi tính. Ủa chị ba bà lấy cái nào? Bà kìa lấy. Đâu rồi chị ba cứ lấy cái nào thôi đi rồi. Chị người 2 kg cho bà cục thịt. Cái này của ai? Cái này của sao? Cô hơi yếu chút mẹ dục cho thịt cục nó đi cho giác 3 kg. 2 kg à chị ơi. Ủa 2 kg lộn. Con tính ăn gian bà cô. 2 kg đó sao? Ăn gian bà không trả tiền mà đâu. Đọc nghe để đọc nghe. 6 2 hồi nãy cô Hạnh trả tiền rồi đó, ta gạt rồi gạt rồi có ghi rồi nè, cô Táp cũng rồi nè. Trả nha. Dạ trả rồi đấy, trả như tao vậy mà đừng có nói trả mày đợi 2 kg rồi. 2 kg chặt cho bà cái giò chặt chưa, cái giò 2 phanh đi, 2 phanh đó chú, 1 phanh nó hơi mỏng. Ờ đợi bà bảy về bà lấy thì bà lấy, không lấy thì ấy chứ biết sao. Giờ ba thích sao hả? Bà nói ghi chi đùi, bà nói bà không mỏ không ăn. Sườn mà đâu có mỡ đâu. Ba gọi ngon mà. Tôi là mỡ không à, thịt con để lại. Sao mà giờ ngắt thấy mỡ nè. Cái này gì khô. Mỡ nó có mỡ có mềm. Chưa. Ăn nó mềm. Chú lên chưa cắt á. Cục này đi chứ giờ. Cái giò này của ai vậy? Cái giò của chú Lâm đó. Vậy hả? Giò bà thím đây mà. Giò. Bà gọi heo này nó ngon mà. Hơi yếu 2 kg tính cái chín đi. Rồi, cái này của ai vậy ta? À, của... Thôi kệ, cái chín đi. 1 kg chín. Thím Lâm 1 kg chín. Vậy con giò chưa? Chưa. Cái đó của bà? Để đi bà 7. Bà không lấy thì tôi lấy. Tiền gốc. Bà mượn mua đùi mà. Tại vì mấy con ông ốc nè ở nhà là ăn đùi không à. Bởi vì mấy chưa chừa nguyên cái đùi lại cho mấy nhọn ốc này nó ăn nè. Bà ăn cái rồi bà được không mà để rồi. Ôi bà cô ơi. Khách hàng VIP nè, khách hàng VIP của con nó món nào cũng ủng hộ hết trơn á. Cái giò 2 kg 6 tính 2 kg rưỡi nè. Bà cô. Cái giò 2 kg 6 tính 2 kg rưỡi nè. Rồi giò của bà Thiếp Lâm cộng 2 kg 6 giò phải không? 2 kg rưỡi giò. Chú Phương chặt cái nào, rồi chặt cho chú cho. Hỏi. Hỏi chú lên đây ăn cái gì đang chặt rồi nè. Rồi Thiếp Mo đâu rồi? Kêu qua bển này. Vậy cái giò nè của Thiếm Lâm nè. 2 kg 6 tới 2 kg rưỡi nè. Dạ rồi con ghi rồi. Thấy vậy mận heo á. Mận heo ra đâu có được nhiều ký thịt đâu chạy. Rồi gọi gì đó mấy bả lấy vậy đó. Dạ. Thiếm Lâm mới có 1 kg 9 ba gọi với 2 kg giò. Thiếm Lâm có lấy thêm thịt không? Còn có cục đùi này ngon nè. Chặt đi, kêu con chặt. Của em con hồi nãy nó dính. Ê, để xuống rồi, để ngay xuống rồi, đừng có thẻo ra chút xíu đi. Thôi lại. Để đi chút xíu, cắt xuống cái nào dính, bà nhảy chặt bỏ chị hai ơi. Để lại đi, để lại. Không biết nữa không, chú về nãy giờ gì vậy? Ông đâu? Ông chú mận xong chú đi về luôn rồi, lát chín rồi cái đi kêu sao? Chú lên đây, hỏi ăn đây, hỏi ăn đây, ăn không ăn thì đôi vậy? Xích ra đây, xích ra đây, để nhiều quá rồi lấy hết cục thịt của người ta. Ừ. Ừ. Cũng có đùa ra, đùa trước đó là hết rồi đó.
gì bà cô? Dạ có rồi, cái giò này để cho bà cô. Cho bà cô Bảy rồi. Dạ. Bà cô Bảy lấy thịt không, lấy giò bà cô? Không đâu. Con cục này hả, của bà Thím không? Ổng đâu? Ổng đâu? Dạ cái này ký Bảy. Ổng đốn cây đó. Dạ. Mấy đâu nha? Cộng heo, heo ruộng nó ngon, thịt nó khô, chắc 3 kg à? Trên 3 kg, của tôi miếng nó còn 2 kg rưỡi. À, cục này là 3 kg, trên 3 kg luôn. Bánh chè, về mẹ con uống và nhậu luôn. Bánh chè đó. Cái đó nghe bánh chè luôn đó. Về hai mẹ con luôn, hộp bia đi rồi. Sao không, giờ không dẫn theo Kim Vàng chỉ đại vô ăn thịt nướng bắt trên? Có thịt má nướng ta, má đâu rồi? Ai? Chị ba nãy kiếm cục cục thịt. Ồ, cục này ngon nè, miếng nào miếng chê nhiều thì để cho Hiền. Ê, chặt cái làm hai. Cái nhiều thì để cho Hiền. Cần thử là mấy ký vậy? Chưa hết cái gì nam nó mua trơn hả? Nên giờ chỗ nào để dành cho nó ăn, để đi mua chợ thịt. Nó đi ăn vậy già, mình gán tiền mà nó mua. Ôi, 3 ký rưỡi, 3 ký 6 mà tính 3 ký rưỡi á bà coi. Lấy đại đi ha. Lấy đi cho nam nó ăn, để nó đi chợ mua thịt theo chợ không vậy à. Rồi, của bà cô 3 ký rưỡi. Nè chú vô bọc giùm con luôn đi để con khỏi mất công dính máu. Không phải, nó ấy sao đứt mà. Người ta đâm vô trong cuốn họng, ai đâm vô ngoài đùi. Rồi cái này 2 ký 1 thím ba ơi. 2 ký 1. Dạ 2 ký 1 là 201. Hỏi lại đi mày gì? Thế ba có 10.000 không ba? Đây con có tiền thôi nè. Rồi cảm ơn thế ba. Nãy giờ được 700, 800, 900, trò được 1.000 tiền mặt rồi chứ bộ à. Bữa nay bán thịt lời, mỗi bữa bán cốc ken được mấy chục ngàn rồi, bữa nay bán thịt tới được 1.000 luôn. Dạ cục của thím ba đó ba. Bà 790 thôi 10.000. Rồi để con coi. Đã đợi con xíu. Đâu ta, thím Lam 1 ký 9 nè, rồi nè. Còn cái giò, giò bán ký nhiêu? Giò ký 80 phải không mẹ? Giò 80. 2 ký là 160, nửa ký thêm 40 nữa. 200 chẳng. 170 nữa là 370. Hợp lý. Trời sao bữa nay tính toán nhanh quá. Chắc tính được tiền lớn rồi, tính tiền nhỏ không biết được tính. 370 con thòi 130 phải không? Bữa nay lấy keo tiền vốn của con ra thôi. Dạ con gửi 100. Chết rồi, bữa nay thòi hết tiền rồi sao bán tò tét được ta. Rồi con thòi 130. Rồi đủ rồi phải không? 370 phải không? Dạ. 130 đúng rồi nè. Dạ đúng rồi, rồi hợp lý. Rồi gạt luôn. Rồi. Rồi của bà cô miếng là 350.000. Dạ 150. Ủa lại bà cố ngồi đó hả con? Trời ơi bữa nay cô ba vô gạo rồi con ơi. Rồi con thòi bà cô 150. Cảm ơn bà cố. Mình cũng đâu thôi hả? Bả 350 mình 370 cho. Dạ ông bà cô chú các bạn ơi, hồi nãy giờ là Linh chia thịt heo á, ở đây là được 500, 1 triệu, 1.5 triệu. Đây lên được 2 triệu, 2 triệu 50 ngàn.
Còn ở đây là cái chưa có thu tiền nè. Ở đây là 2 kg, 2 kg với 8 kg là 10 kg. 10 kg. 10 kg với 2 kg là 12 kg. Ở đây là 1 kg nữa là 13 kg. 13 kg với cái này 200. 200 này thu tiền rồi, gạt bỏ 13 kg với 2 kg rưỡi. 13 kg rưỡi, 13 kg rưỡi, 15 kg rưỡi. Với 2 kg này đã là 17 kg rưỡi. Với cái này 2 kg nữa. 19 kg rưỡi. Cái này cũng rồi. Vậy là còn 19 kg rưỡi là còn 1.950.000 chưa thu tiền đó. Ôi vậy con heo này chết bà lỗ rồi. Mua heo tới 10 triệu. Mua heo tới 10 triệu mà bán cái này có 1 triệu 2 triệu 3.950.000 à. Ôi ơi. Lỗ, vậy là lỗ 30 kg thịt giờ cũng có 3 triệu à. 3 triệu với 3 triệu là mới có 6 triệu mấy à. Lỗ không bà cô chú các bạn ơi. Ở đây đây còn nè, còn nữa nè. Dạ, cái này ký 6 tính chú Phương ký rưỡi thôi. Mẹ có chặt cho chú Phương thêm miếng nào không mẹ? Này mới có 1 ký rưỡi à, cho chú Phương có miếng nào. Thôi. Thì nhiêu chú lên lấy nhiêu, Phương lấy nhiêu đi. Rồi bữa nay chiên heo này lỗ thiệt rồi. 10 triệu mà mới chia được á hả, tính ra có 36 triệu à, là tính 30 kg thịt trong nhà rửa dành ăn luôn á. Trong nhà, ở nhà dậu rồi chắc có hơn 30 kg à. Cái gì? Rồi gì? Ăn cháo ăn thịt nướng rồi hả dì? Rủ cô nhí ra ăn, điện thoại của cô nhí ra ăn. Dạ chứ nấu nhiều lắm. Để chia thịt xong rồi về cái ở đây ăn chết luôn á. Dạ. Hôm nay dì ba con mua cái con heo của bà ngoại rồi chia cho tất cả mọi người. Mời ông bà cô chú cùng ăn với cả nhà con. Đây hôm nay thì Linh mua con heo xong rồi mừng thịt ra rồi cái chia cho ở xóm. Rồi ở xóm thì người mua ít rồi còn dư lại thì nấu cháo thì để dành ở nhà không bà cô chú. Tại vì heo mẹ Linh nuôi lớn này mà không ai mua hết trơn á, để hoài nó ăn cám ăn gạo chịu không nổi. Cho mỗi người cho lại 100.000. Ngon quá. Là có bà cốn rồi nữa, hai bà cốn đang ăn. Nói đi. Đây bà cô Bảy. Cái này mở qua ăn ngán không mẹ? Cũng được mà. Thấy lóc lóc thịt nướng đi cho chúng ta ăn. Lâu quá nó không ngán. Có cái gì anh? Cái cổ cứt ở dưới. Nó xuống nhà thấm chơi thường lắm. Mâm của đàn ông thấy sơm hơn năm mâm của phụ nữ ha, có cục này ngon lành. Heo cũng chia lên à, khỏi lo. Cái này là cái cổ cúp nè, nướng. Ngon quá hả chú? Cha cho con xin cái dĩa cha chơi. Vậy nó chín chưa chú? Thịt tươi vậy mình nướng ăn ngon ha. Nhìn mà ngon. Này chắc có 500-600. Ở tìm xẻ. Cây hương á. Gì nó mới ngọt nè. Thịt nó ngon. Cái bữa hôm nay con Linh nó cho để cho. Ôi nếu này giờ tôi bậy chị. Ngon lắm. 25 ngọt ngay luôn á bà cô. Dạ nó đỏ ao à. Để em bắt từ hôm qua nó mới mua ba trái bữa bà cô để càng lâu nó càng ngon á.
con nấu rồi lắm chị bữa mới hổng ngon chưa biết mà nó vừa lên để hổng gà bắt mười nó cho chứ mười vừa mới chiều chống sinh tính gì bữa nay năm luôn mà nó cũng quá dạ con ơi chú ơi cái bữa này dùng bảy ra từ ở trên ổng nha ổng lấy ông mai dùng qua nè con nói để ra đi rồi lấy mai bỏ cái vô ừ vậy chứ sao vậy vậy là về đòi đó hả đòi đó ông quả hồng của anh để nó dép nó để đi rồi ba lấy chi rồi ba mang bỏ tùm lum hết ra dép đâu phải mã rồi dùng bảy là để với thư bỏ uổng không lấy ông mang vậy mà không cho đó kìa không ăn là nhai nhãi gì nè hồi gửi cho cái cảnh cột đi ông bắt sáng ra mà bắt theo tiếp đó. Dạ ông bà cô chú các bạn ơi, thì hôm nay rất là vui luôn. Thì hồi nãy là mần heo chia thịt xong rồi, rồi mấy chú mấy thím ở lại ăn cháo xong rồi bây giờ cũng về rồi. Thì bữa nay là mua con heo trăm mấy ký chứ chia được có bốn mấy ký thịt à. Còn lại thì ít là để dành lại ở nhà ăn dần ông bà cô chú. Còn mới thì cũng có đem cho những cái bà con họ hàng. Thì bây giờ là hôm nay thì Linh xin cảm ơn quý ông bà cô chú mình đã xem cái video này tới đây. Thì Linh xin phép là sẽ kết thúc cái video này. Hẹn gặp lại quý ông bà cô chú các bạn các nhỏ vào những cái video tiếp theo nha. Linh xin chào, hẹn gặp lại quý ông bà cô chú.